truy cập ngay shop game Free Fire của anh Vũ Thành để thử vận may nào các bạn ơi. Với rất nhiều trò chơi hấp dẫn, tha hồ lựa chọn, quay là trúng, 100% trúng, cơ hội nổ hũ cực kỳ cao, nhận về siêu nhiều kim cương. Còn chần chừ gì nữa, truy cập ngay shop.vn để ủng hộ anh Vũ Thành nhé các bạn ơi. Phép thuộc quiz, enjoy this. Chào tất cả các bạn, ta là một võ sĩ tài ba, tên ta là BQ Thành. Các bạn thấy BQ Thành giỏi võ không? Giỏi võ thì đừng quên giúp BQ Thành bằng cách bấm nút like video, bấm đăng ký kênh và xem quảng cáo để ủng hộ BQ Thành học thêm võ và làm thật nhiều video. Úi dồi ôi, anh làm gì đây? Anh, bây giờ không được gọi anh là anh nữa, phải gọi anh là võ sĩ tài ba nhất thế giới. Ồ, bây giờ không được gọi anh là anh nữa, thế thì gọi anh là chị. Em thích không? Hà, có biết anh là bây giờ anh võ công giỏi nhất thế giới rồi, anh không sợ em đánh anh nữa đâu. Thế à? Cái gì mà giỏi nhất thế giới? Ông nhá, ông chơi đều, ông cầm thanh kiếm siêu to khổng lồ bổ cái chết nhăn răng luôn. Trời ơi, đừng có mà đùa với ninja rùa. Nhưng mà em thấy là anh luyện kiếm cũng rất là giỏi đấy chứ. Các tư thế rất là đẹp. Ai à? Thấy không? Thế mà không giỏi à? Chả qua em dùng thanh kiếm siêu mạnh bổ một phát anh chết luôn thôi. Chứ em đấu võ tay không với anh á, tuổi gì sánh vai nào đây. Đấm nhau nào. Thôi. Ôi các bạn ơi, BQ Thành đánh con gái. Đúng là đồ biến thái mới đánh con gái. Chính ốc đánh chết anh trước nhở. Anh có đánh ốc bao giờ đâu. Chả qua ốc đánh anh trước, anh mới đánh lại ốc thôi. Anh chả phi thương một người em gì? Đâu phi lúc nào? Đâu ai làm chứng? Ở đây có ai làm chứng đâu? Đâu? Người ta học võ là để bảo vệ kẻ yếu, đánh những người xấu. Thế mà anh còn đánh cả em. Thế là em đánh chết anh trước, anh bảo rồi. Mà thôi, bây giờ chúng ta ra cái bảng thông báo đi. Hôm nay anh có võ rồi, anh không sợ mấy cái con quái vật tấn công ở nhà tụi mình đâu. Wow, toàn những miếng võ lung tung trưởng. Ủa, lại còn nhào lộn nữa, kinh vậy. Chết không? Thấy không? Chết không? Wow, chất như nước cất. Trời, từ lúc mình có võ mình tự tin hẳn. Mình không sợ đứa nào đánh mình nữa, không sợ ai bắt nạt mình nữa. Bây giờ ông bắt nạt mình mình đấm một phát ngất ngây còn gạt tây luôn. Mình có mà đùa, nhìn cái gì chưa? Rồi, xin lỗi ông. Mà anh ơi nhìn nè, bảng thông báo ngày hôm nay là hình của Tanjiro, thần tượng của em. Trời ơi, ngầu lòi vậy. Đây chả phải là một nhân vật chính trong Thanh Gươm Diệt Quỷ còn gì nữa. Đúng rồi, người ta cầm kiếm thấy ngầu không? Trời ơi, anh cầm kiếm nhìn như là cầm đồ chơi. Ai bảo anh cũng ngầu chứ bộ, đúng không các bạn này? Đấy, thấy ngầu không? Rồi, đi lò giò như con cò. Ngầu này mà bảo lò giò như con cò đấy. Úi xôi ơi, anh cũng giỏi võ chứ đùa đâu. Ngoài giỏi mua thương ra, còn mua được cả kiếm đây này. Bạn bị kinh rồi. Wow, thôi cách kiếm đi, nguy hiểm. Ui, anh đánh em, anh thích không? Thôi. Em bổ cái đấy một phát vào người anh là chết nhăn răng đấy. Ui mà BQ Thành ơi, Tanjiro xuất hiện trên bảng thông báo, chứng tỏ là Tanjiro sẽ đến đây và tấn công chúng ta. Ui thế á, anh tưởng đây là những kiếm si đi diệt quỷ mà. Hay ốc là một con quỷ đấy, ốc là quỷ cái đúng không? Đừng nói linh tinh không. Đừng chém anh nữa. Thế hai đứa mình không ai là quỷ, sao Tanjiro lại đến đây giết tụi mình? Chắc chắn là Tanjiro thấy mình lợi hại nên đã đến đây để rủ mình vào nhóm diệt quỷ. Hay thế ta. Ui, chắc là thế anh BQ Thành lợi hại rồi. Từ đầu video anh múa võ kinh thiên động địa thế cơ mà. Đúng rồi. Trời ơi, được rồi, để chờ anh Tanjiro đến em phải ăn miếng thịt. Chả liên quan gì cả. Nhưng mà anh cứ thấy sai ấy. Nếu mà Tanjiro đến đây thật ta, anh sợ anh Tanjiro đánh anh thì sao? Đánh anh là đúng rồi, anh vừa ngu si lại còn vụng về. Chỉ là anh Tanjiro sẽ thích em, tại vì em là em xinh gái. Xinh gái, cơ mà biến thái thì có. Thôi được rồi, để tí Tanjiro đến đây thì chúng ta sẽ biết. Ok. Mà khéo tí là Tanjiro fake ấy các bạn ạ. Anh sợ lắm, toàn bọn fake pha kè lừa đến đây tấn công nhà tụi mình thôi. Rồi mở chương thứ nhất xem nào.
Wow, rất là nhiều đồ luôn. Lấy hết đồ đi. Wow. Rồi, bây giờ anh sẽ mặc bộ quần áo giáp hôm nay của anh vào. Wow, Bê Quy Thành nhìn như chiến binh ngoài hành tinh. Trời ơi, quá là đẹp trai luôn. Quần áo rách rách nát nát. Ở đâu? Đây là quần áo te tua. Trời, như kiểu mình bị đánh te tua ấy ta. Nhưng mà làm sao bằng bộ quần áo giáp của em được? Nhìn đi, em còn có hiệu ứng á, lóng la lóng lánh màu vàng nhá. Súng của em cũng tạo ra đạn màu vàng luôn đây nè. Ui, xịn thế, trời ơi. Anh cũng có súng nha, xem đây. Wow. Wow. Ngầu vậy. Đỉnh không, quá là đỉnh luôn, còn gì nữa. Ngoài súng ra em còn có kiếm. Cây kiếm của em á, cũng có màu giống như quần áo giáp luôn. Dạ, 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 dạ. Thấy không, anh cũng có kiếm. Đừng tưởng mỗi em có kiếm, mà thanh kiếm của anh á, còn là thanh kiếm may mắn luôn. Ui giời, anh cầm thanh kiếm may mắn chỉ tạo ra toàn mấy thứ xui xẻo thôi. Xin lỗi đi, xem nhá, tí anh á, đấm một phát quái vật chết hết. Còn đây là cây rìu, đây là rìu kim cương cũng bình thường thôi nhưng được cái nó to. Ừ, anh có hẳn kiếm kim cương luôn, cái loại rìu kim cương không thèm chấp. Siêu to khổng lồ luôn các bạn ạ. Sợ đếch gì mấy cái con quái vật đến đây bổ phát chết nhà răng luôn. Đừng có mà đùa, ngay từ đầu em đã có một thanh kiếm to như thế này rồi. Ốc trên gian nhá, em nhặt thanh kiếm này ở đâu đấy? Em mua ở chợ đấy, chợ Bến Thành ấy. Điêu, ở chợ làm gì có bán thanh kiếm nào mà to này. Thôi được rồi, kệ em. Dù sao em là đồ cúi bắp, cho em một cái đồ xịn xịn để em tự bảo vệ bản thân. Chứ anh là một người lợi hại, anh cần gì mấy cái đồ như thế. Ui mà Bê Quy Thành ơi, họ cho em một cái quạt này, không biết có để làm gì ta. Hay là mùa hè nóng bức thì họ cho em cái quạt để quạt mát ấy, quạt cho anh đi. Ừ, quạt thử xem. Đấy là quạt à, đấy là đánh mà. Ủa thế à, thế đây là quạt rồi. Đấy. Đấy. Đâu, có thấy cái gì đâu. Đấy. Điều chả thấy cái gì, đấy đấy, đấy đấy, chả thấy cái gì cả. Thấy gì chưa? Chưa, anh mở chiếc rương thứ hai, anh lấy đồ đi đập đây. À, lấy Lucky Block đi đập đây. Em quạt chả thấy cái gì cả ốc ạ. Anh vừa mở chiếc rương thứ hai lấy hết đã Lucky Block. Bây giờ hai đứa đi đập Lucky Block đi. Ừ thôi đi đi. Em quạt chả thấy mát gì cả. Đúng là quạt dởm, hàng pha ke có khác. Ui, cuối cùng tiêu diệt được nó rồi. Ông ơi em đâu rồi? Ui 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 ui, ông ơi, vừa thả cái con quái vật gì nó làm tụi mình out game luôn các bạn ạ. À, nó mạnh thật sự luôn ấy. Ờ, cũng may là Bê Quy Thành đã kịp thời tiêu diệt nó rồi. May quá, anh vào và anh đã một mình tiêu diệt nó xong rồi. Thôi bây giờ anh với Ốc sẽ đập Lucky Block để kiếm thêm đồ nhá. Rồi Ốc ơi, anh đã đặt hết Lucky Block đây rồi. Bây giờ em chọn đập trước hay đập sau hả Ốc? Em đập sau. Ok, thế anh đập trước. Ooh. Trời ơi, Ốc đứng đúng lên cái Lucky Block mà có cái con zombie siêu to khổng lồ luôn. Ôi, kệ nó, con này vô hại Bê Quy Thành ạ. Ờ, em đập đi xem em đập được cái gì nào. Wow, kiếm may mắn, em cũng đã có kiếm may mắn rồi. Ui, xịn ghê ha, hình như em còn đập ra lọ thuốc may mắn nữa sao đúng không? Đúng rồi, ra đây đập đi. Đâu, đập xem được cái gì nào. Đây, 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 đây. Cẩn thận. Ơ, sao chặn được gì? Ơ. Ui, chả thấy cái gì. Trời ơi, ốc đúng là đồ đen đủi luôn. À, toàn là zombie, ốc ơi. Em làm cái gì đấy? Hết đi nè. Chết hết chưa? Ui, anh ném quả lựu đạn chết rồi, có mớ con. Con này một phát chết ngay luôn. Ui, xịn ghê ha. Rồi, đến lượt anh đúng không? Chưa, em còn một số lọ thuốc nữa. Chả có cái gì cả, lọ mấy lọ thuốc này đen đủi ghê á. Ờ đấy. Hay là do hôm nay em không may mắn. Chắc là thế rồi. Ui cái gì đấy. Ui. Phải cả trưởng các bạn ơi, vừa có một pha bốc thăm không trúng thưởng. Anh đập ngay ra con creeper, thế là nổ chết cả hai đứa luôn. Đúng là ngu người. Hôm nay ấy, tụi mình cực kỳ đen hay sao ốc ạ. Đúng rồi đấy, hơi đen. Vậy thì em sẽ dùng thanh kiếm may mắn để đập Lucky Block, hy vọng sẽ mang lại may mắn. Em phải cẩn thận vào nhá, không là chết nhăn răng đấy đấy. Ui. Úi dồi ôi. Liệu có phải là TNT không? Không, đây là TNT.
Wow, pháo hoa nổ tung trời, nhưng mà được mấy cái item không có tác dụng chống quái vật. Rồi, anh sẽ đọc cái này. Wow, cũng chả có tác dụng chống quái vật luôn. À, trời ơi, ông anh vừa dẫm vào lửa, ui, ngủ hết cả người. Cẩn thận. Ông em táo vàng rồi, ốc đập Lucky Block đi. Ui, lại ra mấy cái item với pháo hoa, chát để làm gì cả. Rồi, đến lượt anh, chắc chắn anh sẽ đập được một đồ siêu xịn. Umbala CBD, CBD, Umbala. Trời ơi, sao lại cho mình mấy cái quả bí ngô này, mấy quả bí ngô to như cái xô luôn. Trời ơi, chả để làm gì. Nhìn em đây. Ôi dồi ôi, ra mấy cái bếp lò, em không thích đâu. Đây đâu phải cái bếp lò đâu, đây là máy phân phát hay máy thả ấy. À vậy hả, em nhầm rồi. Rồi, ok, bây giờ sẽ đập Lucky Block này. Uống đi, uống cái đấy đi. Lọ thuốc sức mạnh đấy, anh mà uống vào anh vô địch thế giới luôn. Bây giờ võ công anh cao cường rồi thì chớ anh còn nhảy cao này, chạy nhanh này. Tí nữa anh nhất định phải tiêu diệt quái vật cho em ấy nhá. Ôi ôi, anh nhảy quá đà, rơi xuống hố như một thằng ngố rồi. Lên đi, nhìn em đập đây. Đập đi. Trời ơi, biết ngay mà, kiểu gì cũng là TNT, ốc là đồ đen đủ hơn anh rồi. Trời ơi, không có sao hết. Đập đi. Ok, anh sẽ đập Lucky Block đây. Ui giời, lại ra con zombie. Toàn là zombie đấy nhở, anh không thích zombie ngu si đâu. Được, để em đập. Ui giời, mấy con ngựa, chả làm gì hết. Trời ơi, hôm nay đen thật chứ, ốc chả đập được cái gì ốc nhở, còn bị cho mấy lần luôn. Thôi đi về đi. Ta đi về thôi. Về nhà thôi. Chẳng. Rồi vào nhà đi ốc ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đợi Tanjiro đây. Anh sẽ được nhận vào biệt đội kiếm sĩ diệt quỷ, vì anh võ công cao cường nhất thế giới. Ghê chưa. Ca bằng bơi trong chảo mơ hồi lẩn thương, ca bằng chơi đen thui, ca bằng chơi đồ thì làm sao mà ăn được món ca bằng rang nữa đây. Tèo. Ông ơi. Em ăn cái gì mà ăn lắm thế? Hai, em đang sửa soạn một tâm hồn đẹp để chuẩn bị gặp anh Tanjiro. Ăn như thế này mà là tâm hồn đẹp à? Có mà tâm hồn béo ú thì có. Ờ ha, em quên mất. Hai. Mà ngó ra ngoài xem thấy anh Tanjiro đến chưa? Anh Tanjiro ư? Đúng rồi, anh Tanjiro ế. Ô, vẫn chưa thấy, lên đây xem đi. Úi da, đến rồi. Kia chính là anh Tanjiro ư? Chuẩn, không cần chỉnh. Wow, đúng là giống nhau. Nhưng mà anh thấy thanh kiếm cứ sai ốc ạ. Ờ, đúng rồi đấy. Thanh kiếm này không giống như thanh kiếm trong hình. Thanh kiếm của anh Tanjiro hình như mang hơi thở của nước mà. Đúng rồi. Thanh kiếm kia mang hơi thở của sắt à? Úi dồi ôi, nhưng mà mặt dễ thương quá. Tanjiro, I love you. Úi dồi ôi. Ui, I love you, nó bổ cho không trượt phát nào. Chạy mất dép, ui rồi tán trai này. Cái tội tán trai này. Zero, cháy đi. Tanjiro này phát kê rồi, đánh em bị trúng độc đấy. Ui, Tanjiro mà đánh người khác trúng độc ư? Chứng tỏ là hàng này hàng phát kê rồi các bạn ạ. Lại một thanh niên giả danh Tanjiro đến đây tấn công nhà tụi mình rồi. Không được, chúng ta phải bảo vệ danh tiếng của Tanjiro. Trời ơi, nó đánh em sắp chết rồi đây này. Để em. Chiêu mình đã. Nó bổ sắp chết anh rồi ông ơi. Từ để anh đặt bay nó đã. Ông được bắt đặt đâu. Kiếm sĩ ta đến đây. Chém người. Ui, em phải ăn táo vàng không, em đang bị trúng độc. Lùi về đằng nhà mình đi. Ông ơi, lùi về. Lùi về. Ui, nó đang bị cháy kìa các bạn. Không được bắt nạt đâu. Đã chém người nhá. Nó cũng mạnh lắm, chạy đi. Anh xong quả củ tỏi rồi, ăn táo vàng đã. Rồi, cây thương của anh đâu ta? Bây giờ anh sẽ múa thương. Đâm người. Mau cứu em đi. Anh đang dùng thương chém nó đây. Nó mạnh lắm ông ạ. Lùi lại tí. Quả thổi ngươi ra xa nè. Em thổi cả anh vào chỗ nó à? Ui sao em bay lên trời đấy hả ông? Ui em không biết. Quạt kiểu gì mà bay. Em làm kiểu gì mà em bay được lên đấy ông? Ui nó đâu rồi? Ui cái quạt
này giúp em bay cao. Ui dồi ôi, thế á? Ơ, nó đâu rồi? Nó chạy về đằng này rồi thế này. Dạ, ơi không được chạy đâu. Yeah. Yeah. À, đồng đội hãy chết mình luôn. Tanjiro, ngươi phải chết. Ta đây đây. Dạ. À, ông ơi, em trốn đâu rồi? Đang trốn dưới hố. Trời ơi, đang chiến đấu lại trốn dưới hố như một con ngố đấy hả? Em không phải là chiến binh hả? Không, em là chiến binh linh tinh. Trời ơi, ông ơi, nó sắp chém chết anh rồi, cứu anh. À. Đặt bẫy nó, đặt bẫy nó. À, sẽ dùng kiếm chém người. Dạ, dạ. Dạ, bắn nó. Ui, sao nó cứ định đánh anh ta? Nó đánh anh bởi vì anh quá xấu. Còn lâu đi, anh đẹp trai. À, dám đánh ta, có biết ta là kiếm sĩ không? Dạ. Dạ. Ui dồi ôi, anh chém mày em rồi. Chém nhầm, dạ, dạ. Đừng tưởng ngươi có kiếm to mà ta sợ. Ngươi to hơn ta mà ta sợ. Ta chỉ hơi sợ thôi. Ốc bắn súng còn không xi nhê với nó luôn. Em không tin, em không thể tiêu diệt được nó. Yeah. À, để anh dùng thanh kiếm siêu tốc lồ giết nó. Đây, cái thương. Yeah, yeah, yeah. Wow, ốc lợi hại thế. Vậy ốc là người tiêu diệt được nó rồi hả? Tất nhiên. Đúng ra phải là anh là người tiêu diệt đúng không các bạn? Vì anh là người võ công cao cường nhất ở đây mà. Ui giời, võ công cao cường cái gì? Tất cả đều thua em hết. Chả qua em có cái thanh kiếm siêu mạnh thôi. Các bạn thấy lúc đầu không? Ốc dùng thanh kiếm đấy chém anh một cái anh chết luôn. Tất cả là do ăn ở thôi. Dù sao thì chúng ta đã tiêu diệt được tên Tanjiro fake rồi các bạn ạ. Tanjiro thật á là đi tiêu diệt quỷ chứ không phải tiêu diệt tụi mình đâu. Đúng rồi. Tụi mình đẹp trai xinh gái này làm sao mà tiêu diệt tụi mình được. Ê, các bạn ơi, vậy là bây giờ anh Quy Thành và Triệu sẽ dừng video tại đây thôi. Hẹn gặp lại bạn video sau nhé. Bye bye.